Và bây giờ chúng mình sẽ cùng tô bức tranh này với mình nhé. Rồi. Uống rau chưa? Chưa. Không được. Cắt rồi. Ôi, sao bị xịt phát oxy thông bên não luôn. Nhưng mà... xịt tới một lúc. Ơ, thế chưa xong, bạn chưa nấu xong ạ? À? Chưa. Còn lâu. Hả? Còn lâu à? Đây, nó chưa đủ to rồi. Vậy. Đang dàn cá. Mình vừa tô xong bức tranh một bé gái đang thổi một bông hoa bồ công anh. Cảm ơn mọi người đã theo dõi hết video hướng dẫn tô tranh của mình. Đừng quên ấn like video, subscribe kênh để ủng hộ cho mình có thể ra nhiều video hơn nữa nhé. Xin chào.